lời Chúa theo Thánh Luca chương 4 từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giê-xu nói, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bàn quá trong nước Israel. Thế mà, ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elia, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel. Nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri mà thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng liền trước đoạn tin mừng hôm nay Thánh Luca thuật lại. Khi Chúa Giê-xu giảng giải Kinh Thánh trong hội đường, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay, ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ ngạc nhiên hỏi với nhau, ông này không phải là con ông Giu-se đó sao? Thế nhưng liền sau đó, họ chuyển từ thái độ ngạc nhiên thán phục sang thái độ phẫn nộ loại trừ. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, họ lôi Chúa Giê-xu ra khỏi thành, kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Những người dân làng, họ nói đến trong tin mừng, không chấp nhận và thậm chí còn muốn thủ tiêu Chúa Giê-xu, bởi vì đối với họ, tình thương của Thiên Chúa chỉ dành cho dân được tuyển chọn là dân Do Thái. Còn những người dân ngoại, những người bị coi là tội lỗi thì bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chính vì thế, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ khi nghe Chúa Giê-xu nói, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, thời ngôn sứ Elia, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, không một người nào được sạch, chỉ có ông Naaman, người xứ Syri mà thôi. Thật vậy, đối với họ, bà quá thành Sarepta và ông Naaman là những người dân ngoại, những người tội lỗi phải bị loại trừ khỏi tình thương của Thiên Chúa. Trong khi đó, Chúa Giê-xu lại cho thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Những người dân ngoại như bà quá thành Sarepta hay ông Naaman cũng là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa Giê-xu còn cho họ thấy chính thái độ cứng tin đã làm cho họ bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Những người Nazareth hôm nay không phải là họ không nhận ra những giá trị chân, thiện, mỹ nơi con người của Chúa Giê-xu. Nhưng đối với họ, chân, thiện, mỹ là những giá trị nếu như thuộc về họ, phục vụ cho họ. Còn nếu không thì họ sẽ loại trừ ra khỏi cuộc sống của họ. Đối với họ, nếu Chúa Giê-xu thật là đấng Messiah thì người chỉ thuộc về họ. Họ là dân riêng của Thiên Chúa. Thế nên đấng Messiah đến chỉ là để phục vụ cho họ, chứ không phải cho những người dân ngoại, những người bị xem là tội lỗi. Nếu như khiêm tốn nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy thái độ của những người Nazareth xưa cũng xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thường có suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, dễ có xu hướng chấp nhận điều gì đó là tốt, là giá trị nếu nó thuộc về và phục vụ cho mình. Xin Chúa cho chúng con biết sống quảng đại với tất cả mọi người. Xin Chúa đừng để chúng con sống ích kỷ, vì khi chúng con sống ích kỷ, chỉ biết vung vén cho chính mình, là lúc chúng con đang tự hoại, loại trừ chính mình ra khỏi tình yêu và ơn sủng của Chúa. Amen.